Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính từ ngày 18 đến 23 tháng 9, khoảng 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung và các trường đại học. Cũng theo thống kê của Bộ, kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, số nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Theo quy định, từ ngày 18 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Thí sinh trúng tuyển không thực hiện quy trình này, coi như từ chối cơ hội học tập.